Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của anh nuôi cá. Hôm nay anh nuôi cá lên một ít coi Red Ribbon và coi Red Ear Ribbon cho anh em chơi nha. Anh em nào học sinh, sinh viên hay là đang tập tành về cái dòng cá này á, thì anh em có thể coi những cái con cá mình đang show đây ha. Mấy em này thì chưa có lên tai, cho nên người ta gọi là coi Red Ribbon. Nhưng mà tất cả những cái con coi Red Ribbon này á, nó đều từ bố mẹ của nó là coi Red Ear Ribbon. Tức là trong người nó sẽ có dòng máu về ear. Thì anh em nuôi mà tốt hoặc là anh em chăm kỹ á, mình càng nuôi là nó sẽ càng đẹp. Và sau mỗi lần nó đẻ con á, thì nó sẽ đậm hơn một xíu. Anh em nào mà nuôi tốt hoặc là may mắn á, nhiều khi nó đẻ xong là cái gốc tai nó sẽ nhú thêm một xíu. Những em này là full đầu hết nha anh em, nhìn rất là đẹp và rất là mập mạp luôn. Anh em nào mà mua sớm thì mình sẽ lựa mấy cái cặp nào bầu bầu cho nuôi. Bảo đảm là từ 3 đến 7 ngày sau thì nó sẽ đẻ cho anh em một bầy con. Hiện tại thì mình đang bán là 100 ngàn cho một cặp coi Red Ribbon. Anh em mua combo 3 cặp là 250 nha. Một cặp chỉ có 100 ngàn thôi, còn 3 cặp là 250. Anh nuôi cá sẽ ship toàn quốc cho anh em luôn nha. Và mình bao cá chết đến tận tay luôn. Nghĩa là các bạn mở bọc ra mà con cá đó chết thì đơn sau mình sẽ đền 1-1 đối với đơn hàng đó luôn. Và phiên bản nâng cấp hơn của dòng coi Red Ribbon mình muốn giới thiệu đến cho anh em, đó chính là mấy con Red Ear Ribbon nhú tai này ha. Đối với cái dòng coi Red Ear Ribbon này á, thì tùy thuộc vào cái độ nhú tai thì mình sẽ có những cái mức giá khác nhau nha anh em. Em nào nhú nhẹ nhẹ thì sẽ tầm 200 đến 300 ngàn. Em nào gần full một tai hoặc là nhú đều hai tai thì là sẽ 500 ngàn. Anh em cứ mua từ 2-3 cặp trở đi là mình sẽ có fix cho anh em nha. Anh em nào mà qua nhà mình giao lưu thì mình càng fix hơn nữa. Đối với những anh em nào mà chưa có điều kiện chơi cái dòng coi Red Ear Ribbon á, mình khuyên là anh em khoan hãy chơi những con phun tai nha. Anh em cứ bắt đầu chơi từ những con nhú tai hoặc là phun một tai. Bởi vì cái dòng này nó lạ lắm, nó hay lắm. Tức là khi mà nó nhú tai á, anh em chỉ cần nuôi mà nó đẻ ra một lứa thôi, là tự nhiên con cá nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Những con mà nó gần phun tai á, sau khi mà nó mang bầu và nó đẻ rồi á, thì chắc chắn nó sẽ phun tai luôn. Cái dòng Red Ear Ribbon này anh em càng nuôi càng già nó sẽ càng đẹp nha. Và anh nuôi cá xin phép báo giá lại cho anh em cái dòng coi Red Ear Ribbon này nha. Thì giá sẽ dao động là từ 200 đến 500 ngàn một cặp. Em nào mà nhú nhẹ nhẹ thì là 200 đến 300 ngàn. Còn mà em nào mà gần phun một tai hoặc là nó nhú đều hai tai một xíu á, thì là 500 ngàn nha anh em. Một cái giá rất là ok cho một cái dòng cá đẹp và có gen tốt luôn. Địa chỉ của anh nuôi cá là 43/22/2C, đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12. Anh em nào ở Hồ Chí Minh thì cứ thoải mái qua lựa cá nha. Còn anh em nào ở tỉnh thì cứ nói với mình sẽ ship đến cho anh em luôn. Ở đây có hai con mái Red Ear Ribbon nè. Em mái bên trái mà đang tung tăng á, bình thường nếu mà cái độ phủ tai 50% mỗi tai như vậy á, thì mình sẽ bán là 500 ngàn một cặp. Nhưng mà bởi vì là cái tai nó rất là dài, này là gọi là tai bơi bướm luôn anh em ơi, thì em đó là mình bán 800 ngàn một cặp. Còn cái em mái còn lại thì mình sẽ bán là 500 ngàn một cặp nha. Anh nuôi cá cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây nha. Anh em nếu ở Hồ Chí Minh á, thì đừng có ngại mà qua nhà mình mua cá. Nhà mình ở số 43/22/2C, đường Vườn Lài, quận 12 nha. Còn anh em nào mà ở tỉnh á, thì cứ gửi cho mình thêm một ít ship thôi, mình ship đến tận tay cho anh em luôn. Các bạn hãy nhớ là follow kênh YouTube Anh Nuôi Cá của mình nha. Và mình cũng có một cái kênh TikTok là Anh Nuôi Cá luôn. Thì ở kênh TikTok thì mình sẽ hay chia sẻ những cái kinh nghiệm về nuôi cá cho anh em nha. Anh Nuôi Cá xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video sau nha.